Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Người Vận Chuyển phần 1. Lần này anh Hói nhận được một kiện hàng dài 1m68, nặng 45kg, nhưng không biết là thứ gì mà nó cứ động đậy mãi. Anh Hói mới mở cốp ra kiểm tra, vì tò mò mà anh Hói phá vỡ quy tắc của mình xem thử gói hàng. Thì ra đó là một con quái vật ba đầu, nhưng chắc là quái vật ba đầu này là thư ký nên anh Hói mới thả ra một chút. Ai dè cô gái lợi dụng cơ hội này bỏ trốn. Không sao, anh Hói đã tính trước chuyện này rồi. Rất nhanh anh đã chặn đầu và bắt cô gái lại. Lần này thì đừng hòng thoát khỏi anh Hói nghe cưng. Kiểu này phải phạt xúc 9 tấn thang cho chừa cái tội hư hỏng nè. Lúc đi lên lại đụng độ hai anh cảnh sát. Không sao, chuyện này xem như tai nạn nghề nghiệp ấy mà. Hai viên cảnh sát rất nhanh đã nằm ngủ ngon dưới đất. Anh Hói không ngờ rằng cô gái kia là con của ông trùm buôn người. Để biết anh hùng có thể qua ải mỹ nhân hay không, mời các bạn cùng Sakura xem review hôm nay nhé. Hôm đó có 4 tên cướp tay cầm tiền tay cầm súng bước ra từ trong ngân hàng. Chúng bỏ tiền vào chiếc BMW đúc đậu ngoài cửa. Anh Hói ấn một cái biển xe lập tức thay đổi. Tên ngồi trước chĩa súng vào anh, thằng Hói cho xe chạy nhanh lên. Nam chính không sợ mà vẫn bình tĩnh giải thích, chúng mày đã vi phạm hợp đồng. Đặt có 3 người tổng 254kg, mà giờ lại có tận 4 thằng. Quy tắc 1 không được thay đổi giao kèo. Thêm con lợn 80kg nữa là tăng nguy cơ bị bắt. Chiếc xe này cần anh tự nhập mật mã mới có thể khởi động. Vậy nên một thằng xuống hoặc là ăn cơm tù cả đám. Tên cầm đầu dái cay đến cấp độ 7 rồi, cảnh sát thì đang lại đuổi tới nơi. Không còn cách nào khác, hắn đành tiễn tên đàn em về miền Tây Ninh cực nhọc. Anh Hói khởi động xe lái đi, côn ra thì ga phải vào. Đã đua xe thì phải đua bằng số sàn mới phê. Anh bẻ cua vào đường ngược chiều, lượn trái lách phải làm thế nào để cắt đuôi cảnh sát. Sau khi tu luyện kẹt xe ở Việt Nam, anh sử dụng kỹ năng đá vỉa đánh võng lạn lách một cách thuần thục. Giao thông trở nên rối loạn, đám cướp hò reo sung sướng. Chạy đến giữa cầu thì chiếc xe đột nhiên quay ngang, vì xe cảnh sát và một chiếc xe rác chặn ở hai đầu nỗi nhớ vẫn giữ vẻ lạnh lùng khiến bao chị em rụng trứng. Một tiếng nổ vang lên, chiếc xe bay lên cao, đáp hoàn hảo lên chiếc xe cứu hộ. Đám cảnh sát phía sau giáo giết truy bắt anh. Nam chính thấy thế liền nổ súng, một chiếc xe trôi xuống khiến cho xe cảnh sát phía sau tổn thất mười mấy hai ba chiếc. Sau đó anh Hói phi xe xuống đường cho mượt, tới bến cảng anh đánh đuôi qua chiếc xe lửa để cắt đuôi. Đám cảnh sát chỉ biết đứng nhìn trong sự uất ức cực độ. Cuối cùng anh Hói cũng đưa bọn cướp đến nơi đã hẹn. Bọn chúng đưa thêm tiền để anh Hói chở tiếp, nhưng anh chỉ làm đúng theo điều luật của anh, biết không thể giao dịch thêm với thằng đầu bóng loáng. Đám cướp đành lên xe khác bỏ trốn, sau đó quay trở về căn biệt thự ven biển Vũng Tàu. Trên bản tin nói về vụ cướp ngân hàng sáng nay, ba tên cướp do vẫn còn hưng phấn nên cho xe chạy ngược chiều giống anh Hói, kết quả là gặp tai nạn và bị cảnh sát xích lại. Hôm nay có thể nói là một ngày làm ăn được của anh. Anh Hói ngày xưa từng là lính đặc nhiệm, xuất ngũ thì trở thành một người shipper có tâm. Anh có 3 nguyên tắc, 1 là khi thống nhất không thay đổi hợp đồng, 2 là không nhắc đến họ tên, 3 là không mở bưu kiện gói hàng. Đây trở thành một vụ cướp ngân hàng lớn nhất nước Pháp. Tokuda trở thành cục trưởng điều tra vụ án này. Ông ta đến nhà anh Hói để hỏi thăm, vì chiếc xe BMW trong vụ cướp rất giống với xe của anh. Tokuda rất ngạc nhiên vì nhà anh Hói ngăn nắp đến kỳ lạ. Nhà bẩn thì kêu lười biếng, mà sạch thì lại nghi ngờ, sống sao cho vừa lòng ông thanh tra đây. Nhờ vào kỹ thuật lái xe siêu đỉnh và thân thủ linh hoạt, tiếng tăm của anh uy tín như thông soái ca vậy, khiến giới xã hội tin tưởng giao nhiệm vụ. Đấy, thấy chưa, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại có việc. Hàng lần này là một cái túi dài 1m68, nặng 45kg. Shipper trên quãng đường dài 250km, chỉ được nghỉ ngơi đúng một lần. Không cần hỏi nhiều, anh Hói lập tức chốt đơn. Chúng bỏ gói hàng vào cốp xe rồi ra hiệu cho anh Hói lên đường. Hôm đó anh Hói đang vi vu trên đường nhỏ vắng tanh, không may lớp xe của anh bị bể bánh tráng. Anh Hói đành xuống xe thay lớp. Anh mở cốp xe, đồ trong túi hàng không ngừng động đậy, thì ra bên trong đó là một người. Anh Hói không để ý, nhanh chóng thay lớp xe. Trong lúc nghỉ ngơi, anh Hói động lòng trắc ẩn, lấy cho người trong túi hàng một chai nước và ống hút. Anh lái xe đến nơi không có người. Sau khi mở cốp xe, anh Hói hơi do dự, vì nguyên tắc số 3 là không xem gói hàng. Nhưng anh vẫn mở, trong túi quả thật là một em đào người China. Đây chính là thư kỳ, vừa nhìn thấy con dao cô nàng sợ chết khóc ré lên. Anh ơi, đừng có cắt cổ em nhé, anh muốn em làm gì cũng được ạ. Anh dùng dao gạch một đường nhỏ trên băng keo che miệng của cô gái. Sau khi cho cô uống nước xong, anh Hói lại tiếp tục di chuyển, nhưng cho uống nước mà không cho đi đái, thì có mà khai cả tuần không hết. Đi một đoạn thấy gói hàng dãy dụa kinh quá, nên anh đành dừng xe cho em nó đi. Điều luật thứ hai là không được xem hàng, nhưng chắc vì thư kỳ ngon quá nên anh mới phá lệ. Anh Hói lấy dây buộc vào cổ cô, rồi cho cô em một phút để giải quyết nỗi buồn. Thư kỳ lao ngay vào bụi cỏ như một cơn gió. Xem ra mấy cọng cỏ lần này chắc mọc lên không nổi luôn quá. Hay sau một phút rồi cô ấy vẫn chưa ra. Anh Hói lập tức lần theo dây thừng đi tìm.
thì phát hiện cô em đã tẩu thoát từ khi nào không hay. Thôi bỏ mẹ đàn bà quả thật là những niềm đau, anh hói nhanh chóng đuổi theo. Quái vật ba đầu thông minh nhưng sau có thể thoát khỏi anh hói. Cô nàng nhanh chóng bị anh hói vác trên vai đi về. Không ngờ có hai cảnh sát đứng ngắm xe anh. Hai anh cảnh sát thấy anh hói lấy cắp một cô gái thì vội vàng xông lên cứu. Họ không phải là đối thủ của anh hói. Đi đường quyền đã xử đẹp hai thanh niên. Sau đó anh đem thư kỳ và hai cảnh sát đi tiếp. Không ngờ sau rắc rối nhỏ này anh hói lại đến điểm hẹn muộn. Tên Dazen hỏi anh hói có mở túi hàng ra chưa. Đương nhiên là anh nói không rồi. Nói có nó bắn cho tóp đầu. Tên khốn này thấy anh hói có vẻ thú vị nên muốn anh vận chuyển thêm một món hàng khác. Đó là một cái vali nhỏ. Anh hói không suy nghĩ nhiều vội chốt đơn. Giữa chặng anh thấy có gì đó sai sai thế nào ấy. Hôm nay mọi chuyện sao tốt đẹp đến lạ thường ghê. Nhưng vừa chuẩn bị quay trở lại xe thì chiếc xe phát nổ. Anh hói cực kỳ tức giận. Chắc chắn thằng khốn Dazen muốn giết anh hói bịt đầu mối. Khổ thân hai anh cảnh sát còn trong cốp, giờ không biết về phương trời nào. Tức giận anh hói xông đến nhà hắn, tung cước đạp bay cánh cửa. Vệ sĩ bên trong không hề phòng bị trước tấn công bất ngờ. Đám người bắt đầu xông vào quánh lộn lẫn nhau, bọn chúng rút súng tỉa anh khí thế. Nhưng chúng không biết rằng anh hói là nhân vật chính, và có bể trên che chở, có bắn đến ngô quýt anh cũng không chết. Anh móc hàng trong đủng quần ra hạ bọn chúng, đi tới đâu là án mạng tới đó. Vào bên trong anh hói đối đầu với hai tên băng đầu búa. Nhưng múa rìu là một chuyện còn đánh nhau là một chuyện khác. Anh nhẹ nhàng tiễn hai thanh niên về với đất mẹ. Một tên cầm tiểu liên bắn anh. Anh né được và tấn công lại hắn. Nhưng không giết hắn mà bắn loạn khắp nơi. Cho dù như vậy thì anh hói vẫn không thấy tên cầm đầu. Nên anh đành rút lui, lấy một chiếc ben của bọn chúng lái đi. Thế méo nào thư kỳ lại núp lùm ở trên xe. Hóa ra cô nhân lúc mọi người đánh nhau mà trốn lên xe. Anh hói liền tức giận tiện tay vất cô nàng xuống xe. Chính vì cô mà anh chàng gặp phải những xui xẻo như này. Quả thật phá vỡ quy tắc một lần là hỏng hết việc. Một phần là thương người, chín phần là củ khoai trong quần cứ ngứa ngáy làm sao ấy. Cuối cùng anh nhắm mắt đem cô nàng lên xe. Về đến nhà, anh pha cho thư kỳ một gói mì hảo hảo chua cay. Sau đó anh hói liền quay về phòng nghỉ ngơi. Quá nhiều điều mệt mỏi rồi. Ăn xong thư kỳ tò mò đi xung quanh nhà anh hói. Cô nhận ra anh là một cựu quân nhân nên cũng an tâm phần nào. Đêm đó thư kỳ cứ nghĩ đến củ khoai của anh hói, miệng cứ cười tủm tỉm lần này chết với bà nhé. Sáng hôm sau khi anh hói tỉnh lại, thật bất ngờ cô nàng đã chuẩn bị bữa sáng cho anh. Thấy anh hói đẹp trai ngầu lòi, nhìn là muốn rụng hết buồn trứng. Xem ra cô nàng đã cảm nắng anh hói rồi thì phải. Bất ngờ cục trưởng cục cảnh sát đến. Hóa ra trong tay ông ta cầm biển số bị nổ của anh hói. Nghi ngờ anh có chuyện gì xảy ra. Anh hói chỉ chém gió là xe mình bị trộm, còn lại chẳng biết gì cả. Tokuda liền xuống kiểm tra chiếc xe, xem có tìm được tí manh mối nào không. Đúng lúc này thư kỳ còn giúp anh làm nhân chứng ngoại phạm, nói rằng hôm qua anh hói hẹn hò với mình. Tokuda không hỏi được thông tin đành rời đi. Trong khi ông ấy rời khỏi nhà anh hói không lâu, đột nhiên một quả rocket bay thẳng vào nhà anh hói, làm bay mất cái nóc nhà. Không cần nhìn cũng biết là Dazen báo thù. Nhưng may mà thư kỳ và anh hói là nhân vật chính nên không sao. Ngay sau đó bên ngoài xuất hiện đám người cầm súng máy, bắt đầu xả súng bắn phá nhà anh hói. Kiểu này có cái mặt nạ xanh thì có ăn đạn cũng không đến nỗi nào. Tiếc là đời không như là mơ. Mọi người trốn trong phòng bếp đột nhiên đạn dừng lại. Thì ra bọn chúng chuẩn bị bắn quả rocket siêu khổng lồ thứ hai, phóng thẳng vào nhà anh hói khiến cả căn phòng nổ tung. Rất may là hai người đi thang xuống tầng hầm. Nhanh chóng quả rocket thứ ba được kích hoạt, anh hói và em gái mưa nhanh chóng nhảy xuống giếng thông ra biển. Đồng thời lúc đó căn biệt thự cũng nổ tung tan tành. Anh hói không hổ danh là người lính đầy kinh nghiệm, lúc nào cũng chu đáo chuẩn bị đường lui thoát hiểm. Anh còn giấu sẵn đồ lặn dưới nước, thế là cả hai người cùng bơi dưới biển một thời gian dài. Chẳng mấy chốc họ đã đến căn biệt thự khác của anh hói. Hai người toàn thân ướt sũng vào phòng thay bộ đồ khác. Bọn họ vừa đi vừa cởi đồ, đột nhiên cô nàng gọi anh hói lại. Cô nàng thư kỳ ngọt nước tiến lên phía trước đóng sầm cửa lại, dùng cơ thể ngọt nước mướt mượt mượt để báo đáp ơn cứu mạng. Anh hói đang định cho con chim non đi tắm, nhưng vừa ăn ba quả rocket một giờ thì cũng phải có chỗ xả. Thế là anh xúc 9 tấn than cho vào lò nướng khoai. Ở sở cảnh sát hai người nói chuyện với cục trưởng. Họ nói lúc ra ngoài hẹn hò thì căn nhà tự dưng bị nổ tung. Cũng không biết chuyện méo gì đang xảy ra. Nghe thì có vẻ hư trúc, nhưng rất là không mộ dung phục tí nào. Nhận được vụ án như này Tokuda cũng đành bó tay. Bất ngờ ông ấy ra ngoài có việc một chút. Thư kỳ nhân cơ hội thâm nhập máy tính của ông ta. Rất nhanh đã tìm được thông tin của tên Dazen. Không lâu sau cục trưởng quay lại, ông lập án rồi tiễn hai người về. Sau đó cô nàng muốn đi tìm Dazen để báo thù, nhưng anh hói chỉ muốn bắt đầu lại cuộc sống mới. Nếu chúng tưởng ta đã chết thì đây là cơ hội để bỏ trốn. Đến lúc này cô nàng đành nói sự thật ra. Hóa ra trên một chiếc tàu chở hàng có 400 người bà con cùng cha khác ông nội của em, trong đó có ba của em. Xin anh hãy cứu họ. Khuôn mặt rưng rưng nước mắt không hề giả chân của cô khiến anh hói đồng ý. Chẳng mấy chốc anh hói và thư kỳ tìm thấy tên Dazen, nhưng Dazen lại nói rằng thư kỳ là đồng đội của hắn.
anh Hói đưa súng cho em gái Mưa, còn mình đích thân tìm tài liệu liên quan 400 người nhập cư trái phép. Tên cáo già Da Gen thách thức mày dùng chung mà không thấy lạ à? Đậu Phộng dám nói người yêu anh vậy hả thằng khốn? Có tin tao biến mày thành dương quá hay không hả? Không ngờ lúc này bố của cô nàng là xuất hiện, thì ra bố của cô là một ông trùm buôn người khét tiếng của thế giới, lợi dụng việc đưa người vượt biên để kiếm tiền tỷ. Thư Kỳ vì không chịu được hành vi của bố nên cố ngăn chặn, bố của cô muốn tiễn anh Hói sang thế giới bên kia. Đúng lúc này cục trưởng liền dẫn người đến, tên đàn em liền đánh ngất anh Hói. Sau khi cục trưởng vào thì thấy anh Hói ngất trên sàn, tên đàn em Da Gen giả tạo nói anh Hói bắt cóc Thư Kỳ để tống tiền. Dù sao thì anh Hói về ngồi nhà lao, còn hơn là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Tại đây anh Hói nói chuyện tàu hàng với cục trưởng, sau một hồi nói chuyện, ông giúp anh đi cứu người, anh Hói giải vờ bắt cục trưởng để thoát ra ngoài. Để xử bọn buôn người, Tokuda đưa cho anh khẩu súng ngắn. Cảm ơn ông, nhưng thôi súng của ông ngắn quá cầm không vừa tay. Anh mở ra cả kho vũ khí cho Tokuda xem. Tối đó anh một mình lên thuyền sông tới cảng, anh Hói liền dùng tai nghe để xem container nào có chứa người. Đột nhiên lúc này anh phát hiện một đám người đưa Thư Kỳ rời đi. Anh Hói nhanh chóng bắn hạ đàn em của lão. Tình huống xuất hiện, Da Gen có võ công cao cường, một đá bay xuống anh Hói. Sau đó cả hai người có màn tỉ thí ngang tài ngang sức. Trận đấu được định đoạt khi tên khốn này lấy khúc gỗ hạ anh Hói. Hắn sai đám đàn em chăm sóc cho anh rồi nhảy lên con xe rời đi. Đám đàn em vội chạy tụt quần tới, nhưng chúng nào biết được trước mặt là chiến thần. Anh không hạ từng thần một, mà anh túm một đám lại đánh cho sướng tay. Anh chạy theo nhảy bám vào xe container, tiếc rằng tên lái xe phát hiện anh, muốn hất văng anh rơi xuống, nhưng rất may anh Hói nhảy lên một chiếc xe buýt. Đến trạm xe buýt đột nhiên có nhiều kẻ xông đến bao vây. Anh Hói vừa nhìn đã biết không thể tẩu thoát, chỉ đành ứng chiến. Lần này anh Hói thẳng tay dạy dỗ bọn chúng. Anh không ngần ngại bón hành cho bọn chúng, cứ thằng nào không ngoan là hành ngập miệng, bón từ ngoài đường cho tới xe buýt. Anh Hói giải quyết xong thì rời đi. Bất ngờ có một thằng chọc to con quất một phát khiến anh ngã ngửa. Anh phản đòn bằng cách bóp nát hai quả trứng cút của hắn. Nhưng tên này khá lì đòn, vì hắn đã luyện thành công kim cương hộ trứng. Hắn kẹp cổ cho anh Hói ngửi mùi hôi nách đến chết. Đám đàn em chạy lại ăn ké, anh đạp đổ thùng dầu cho cả đám trượt patin. Chơi thế này thì chịu, đứng còn không vững thì đánh đấm cái gì nữa. Anh đổ dầu lên người khiến tên đầu chọc không tóm anh được. Sau đó anh đeo bàn đạp chân vào phản công, cứ đầu là anh đánh, quay phát nào là vào đầu phát đó. Răng bồi lẫn lộn hết cả lên, thấy đánh không lại bọn chúng cầm súng kéo đến bắn. Anh Hói nhanh chóng trượt tới tên đầu chọc, không cần hỏi xem người ta có đồng ý không. Anh đành mượn tạm cơ thể của hắn để đỡ đạn hộ, rồi lao xuống nước để chạy thoát. Chúng ném thùng dầu xuống nước, sau đó dùng súng bắn nổ thùng dầu. Đám cháy lớn khiến anh Hói khó mà ngoi đầu lên được. Anh thiếu tóc đành mượn anh không có tóc ít không khí để bơi lên bờ. Sau đó anh nhảy một chiếc xe cùi bắp gần đó đuổi theo đám mafia. Quen đá số đạp ga hết cỡ, chiếc xe nhanh chóng bốc khói. Trời ơi, tao có phải xe đua đâu mà mày đạp ga dữ vậy? Không có xe thì giải cứu người đẹp kiểu gì đây? Anh bất chợt trông thấy một chiếc máy bay phun thuốc sâu. Gặp được ông chủ chiếc máy bay, anh Hói liền nở một nụ cười thiên thần ra, hỏi mượn tạm chiếc máy bay, thấy thằng này tốt bụng hiền lành. Ông chủ đành cho anh hối mượn mà không cần thế chân. Chớp mắt chiếc máy bay đã đuổi kịp đoàn người. Anh nhờ ông chủ máy bay gọi điện báo cảnh sát, còn anh đích thân nhảy xuống. Lần này không có thần đá hộ thể nên anh phải sử dụng dù. Anh một cước đạp vỡ cửa kính ô tô. Tên tài xế chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình nằm ngoài đường rồi. Chiếc xe con phía sau đòi vượt lên trước, nhưng anh nói éo và đánh xe, ép không cho nó vượt qua. Tức giận, Da Gen cầm sóc lọ ra bắn. Anh Hói cầm tấm gương soi đằng sau xe, thì Da Gen đã nhảy vào trong xe rồi. Thế là hai anh em cùng trao rồi võ công. Chiếc xe container đánh võng liên tục, ông nào ngồi trong đó chắc không chết vì ngạt thở mà chết vì say xe. Anh Hói đang lái xe nên có phần yếu thế, liền bị hắn một đạp văng ra ngoài. Bọn chúng đều cứ nghĩ anh đã chết, nhưng no, anh Hói rất may đã bám được dưới gầm xe. Lão trùm Trung Quốc phát hiện ra anh không ngừng xả đạn, may mà Thư Kỳ cản lại, không là chết toi anh Hói rồi. Lập tức anh Hói ném một cờ lê giải quyết tên tài xế, khiến chiếc xe mất lái đâm vào vệ đường. Sau đó đi đến đầu xe tung người bay lên, dùng chân kẹp cổ đạp tên Da Gen xuống đường, để 18 bánh xe công lý đè qua. Cuối cùng anh lái chiếc xe đến một bờ biển gần đó, vừa nghỉ một lát không ngờ có người cầm súng chĩa vào đầu anh, thì ra đó là bố của Thư Kỳ. Ông liền bắt anh Hói xuống xe, sau đó chưa bắn mà cứ đứng chém gió, giảng đạo lý còn hơn thầy huấn bông hồng. Cuối cùng định nổ súng, đột nhiên một tiếng súng vang lên, người trúng đạn lại là ông trùm, hóa ra con gái ông là Thư Kỳ nổ súng. Cô đã vì chính nghĩa mà giết người bố độc ác để theo giai, đúng là đẻ ra một đứa con gái như này thật là đau lòng. Cuối cùng 400 người vượt biên cũng được cứu thoát, cái ác cũng đã được trừng trị. Kỳ này anh Hói và Thư Kỳ cùng nướng củ khoai thâu đêm ăn mừng. Hiện nay tình trạng buôn người diễn ra hết sức phức tạp, một phần là do bị bắt cóc, một phần là ước mơ làm giàu của những người nghèo. Bộ phim khiến tôi nhớ về 38 người Việt ở nước Anh.
hay những người nhẹ dạ cả tin, bị lừa bán sang Campuchia để làm việc cật lật mà không được trả đồng nào, chẳng có những phép màu nào như ở trong phim cả. Sự thật thì luôn tàn nhẫn. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.